Dẫn số liệu từ Bộ Công an, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, cả nước hiện đang có trên 222.500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó trên 67,5% đang sống ngoài xã hội, 13,5% đang trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, 19% đang trong trại tạm giam, tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Đáng báo động là tỷ lệ sử dụng và nghiện ma túy tổng hợp đang gia tăng chóng mặt tại các địa phương và trên quy mô cả nước với tỷ lệ là 60-70%. Trong khi năm 2017 chỉ có 50% và năm 2001 tỷ lệ dùng ma túy tổng hợp mới chỉ có 1,5%. ATS là một chất kích thích tổng hợp dưới dạng bột hoặc tinh thể nên còn được gọi là đá, ma túy đá. Khi sử dụng thì người dùng sẽ có nhu cầu tình dục cao hơn, vì vậy dễ có hành vi tình dục. 21% sẽ có 3-4 bạn tình không thường xuyên, 63% sẽ có bạn tình ngẫu nhiên, 51% không có biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục nên nguy cơ cao về HIV và các bệnh. Đây là thực trạng nhức nhối mà các cơ quan có trách nhiệm phải có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy ở nước ta hiện nay để đảm bảo an toàn trật tự xã hội.